còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta cũng sẽ cùng nối tiếp với chương trình. Nếu như quý vị và các bạn ở đây chẳng hạn như lần đầu tiên đi làm fan hâm mộ cải lương thì mê ảnh lắm, hồi xưa coi Tướng Cướp Bạch Hải Đường nè, hay là Đèn Khuya nè, rồi còn nhiều tuồng lắm mà toàn là vai phản diện không, ngộ cái đống ác dễ sợ luôn á, vậy mà người ta thương. Dạ và dạ em nghe quý vị chị đoán đúng rồi đó nha. Và bây giờ thì Ngọc Tiên cũng xin mời tất cả quý vị, chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối với chương trình tối hôm nay, và cũng không quên một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ hải ngoại Linh Tâm. Linh Tâm xin gửi tất cả cô chú và các anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chào quý vị, cảm ơn rất là nhiều. Hồi hộp quá, tự nhiên lên đây hồi hộp. Sao kỳ vậy ta? Có ai quen ở vô mà sao hồi hộp quá vậy nè? Lâu quá đâu gặp lại bà con. Bà con giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ thì phải nói là ngày nào mà lên hát thì bà con nghe được, đó là một diễm phúc, một hạnh phúc rất lớn cho người nghệ sĩ. Quý vị thấy Linh Tâm hôm nay lên đây và mặc một cái áo có cái bông hồng trắng trên cái áo, quý vị đã hiểu một điều là Linh Tâm vừa mới mất mẹ. Vâng, một bài hát mà nói lên tâm trạng của những người xa xứ gửi về mẹ của mình, như một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn và tác giả Hoàng Song Việt. Bài hát được mang tên Lòng Mẹ Hai, mời quý vị thưởng thức. Biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trong con đến bao những u hoài, đường xưa nghe lá thu rơi, mẹ hãy ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ, mẹ và chờ con ngồi đêm la đêm bao nhiêu lá mà còn chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, bà nãy con đã đi xa, mẹ già chờ mong con. Quanh quẻ thấu cánh thân gầy, chiếc bóng trong ngóng đứa con xa đã bao năm rồi không về thăm lại quê xưa. Thăm cây cầu dừa, thăm làng quê hai mùa mưa nắng, có mẹ già chẳng quản gian nan, chẳng màng nhọc nhằn thương khó, lo cho đàn con khôn lớn nên người dưới ngọn đèn khuya mẹ ngồi lặng lẽ, đếm từng giọt mưa rơi mà lòng nghe nặng trĩu thương sâu. Hình ảnh mẹ thương yêu sương trắng bạc mái đầu, có những trưa hè
con ăn mong đời thấp thoáng bóng mẹ hiền dưới rặng dừa xanh. Từ ruộng xa mẹ về tay sách mớ cải non, với núm tép mồng mẹ vui cười khẽ nói: chắc con đói rồi để mẹ nhen lửa nấu cơm. Mấy giọt bụng đen còn dương đầy tóc chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, bà đại con đã đi xa, mẹ bảo mẹ thương con nỗi nhớ sâu sao, lòng mẹ đau đớn trăm chiều. Nhớ mái áo mỏng giữa đêm khuya mẹ nhường cho con ngủ, rồi ngọt ngào mẹ cất giọng âu ơ âu ơ. Ngoài trời mưa gió lạnh căm, bên ướt mẹ nằm âu ơ. Còn bên rau mẹ nhường con cô xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ mong con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng này lo âu sầu nhớ. Ngày xưa con bé ngây thơ, bà nãy con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Con đã về đây trong vòng tay ấp ủ, trong tình mẹ thiêng liêng như biển rộng sông dài. Rồi con sẽ quỳ bên gối mẹ, để được mẹ ôm vào lòng như thuở còn thơ. Cho thỏa những tháng năm dài xa cách, khi hạnh phúc ngập tràn gọi hai tiếng mẹ ơi. Cảm ơn. Cảm ơn chúng ta quý vị rất là nhiều. Dạ, và giờ đây xin được trân trọng kính mời Đại Đức Thích Minh Sĩ sẽ cùng đại diện Tịnh Xá Lục Uyển gửi tặng với thư cảm ơn và món quà của Tịnh Xá chúng ta. Một trong tay chúng ta cùng dành tặng ạ. Chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Linh Tâm. Anh ơi, hồi nãy em có giới thiệu ảnh đóng vai phản diện không á, nhưng mà lên đây thấy khác liền đúng không vậy ạ? Vâng, thưa quý vị, anh Linh Tâm là người rất là đa năng. Ngoài những cái giai kép mùi thì anh còn sở trường là đóng vai kép độc nữa. Rất tiếc là không khí chúng ta, không gian chúng ta không thể nào thực hiện những cái tiết đoạn. Hy vọng rằng có dịp thì anh thực hiện những cái đoạn ca lương mà đóng những cái nhạc sở trường của anh, đúng không? Dạ, đúng là như vậy. Và nếu như mà mọi người đồng ý, chúng ta dành tặng một tràng pháo tay để lần sau Lục Uyển có cơ hội trích đoạn rồi chúng ta ạ. Dạ, còn bây giờ anh Thanh Hiệp ơi, chắc em phải dành giới thiệu cô nàng này quá à. Tại em hâm mộ cổ lắm, cổ hát mấy bài dân ca với lại mấy bài trữ tình bolero nữa ngọt xớt à. Mà đặc biệt gần đây nhất 2023 đã đạt được giải quán quân của đấu trường ngôi sao. Và thưa quý vị, giờ đây chúng ta cũng không quên cùng dành tặng một trò tay để cùng chào đón với phần có mặt của ca sĩ Dương Hồng Loan. Dạ, em cảm ơn Thanh Hiệp, cảm ơn Ngọc Tiên rất nhiều. Dạ.
Lời nói đầu tiên cho phép Hồng Lan được gửi chào đến quý sư cũng như là tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, tất cả quý vị Phật tử có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại chùa Lộc Uyển. Lời chào thân thương và trân trọng nhất là hôm nay Hồng Lan quá trời hạnh phúc luôn rồi, bởi vì rất là nhiều sự góp mặt của những cây đa, cây đề trong ngành nghệ thuật, và hơn nữa là còn có mặt của những nhà báo lớn nhất, đó là anh Thanh Hiệp. Tất cả những giải mà Mai Vàng chúng ta đã thấy để tuyển ra những nghệ sĩ mà phải nói là ưu tú nhất là từ báo Lao Động, hôm nay là có nhà báo Thanh Hiệp cũng có mặt ở đây, và tất cả những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam cũng có mặt ở đây. Cho nên bản thân Hồng Lan rất là hạnh phúc. Cảm ơn anh Liêm, cảm ơn chị Nga đã tạo điều kiện cho Hồng Lan được về đây để hát phục vụ đến tất cả quý vị Phật tử ạ. Dạ, chắc chị hát được một bài thôi, cho nên cho phép con được gửi đến một ca khúc rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Bài hát này do chính thầy Hàn Viễn Phương đã viết dành tặng riêng cho Hồng Lan vào năm 2012. Bây giờ cho phép Hồng Lan được hát tại đây để tặng đến tất cả quý vị. Nhạc phẩm được mang tên Hoài Niệm Phật Thích Ca. Con xin phép mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, tại vì còn quá nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ, cho nên cho phép Hồng Lan được cảm ơn tất cả những tràng vỗ tay của đại gia đình Phật tử hôm nay đã dành tặng cho Hồng Lan ạ. Vâng, dạ. Xin mời thầy trao tặng hoa và quà cho ca sĩ Dương Hồng Loan. Cảm ơn sự hiện diện của bạn đã đến với chương trình nhạc nghệ tối đêm nay. Chúng cô mong dễ thương quá. Dạ, con cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn Dương Hồng Loan. Chúc bạn luôn gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Tôi quân gửi lời chào trân trọng đến quý thầy, quý ni sư, quý vị Phật tử có mặt trong ngày hôm nay ạ. À.
đã ghim vào những thân tre bao ký ức xa xa hơi mẹ. Ai đã ru những dòng sông cùng em a trời về hướng đông. Còn đã vẽ hai quê qua những khung hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê ta đẹp lắm, mặc lửa khói rơi xéo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, hào thơm bất khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, thiên lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò. À ơi, dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất võ, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Quý vị ơi, quý vị lịch sử cho Đông Quân một tràng vỗ tay nữa qua. Dạ cảm ơn rất nhiều. Ai đã dính vào những thân tre bao ký ức xa xa hơi mẹ. Ai đã ru những dòng sông cùng em a trời về hướng đông. Còn đã vẽ hai quê qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê ta đẹp lắm, mặc lửa khói rơi xéo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, hào thơm bất khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, thiên lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò. À ơi, dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất võ, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất võ, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Non sông trời vắng đất thơ, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, in hằng sâu trong tâm thức nhân gian. Lửa ngàn độ không thiêu được trái tim tam muội. Mở lối từ bi cho muôn loài, yêu thương cứu đạo ngài.
ngài xa thân, ánh lửa từ bi soi sáng muôn phương, lấy tình thương để xóa hận thù. Ngài là ngọn đuốc soi lối vô mình. Trái tim bất diệt, trái tim vì đạo màu, ánh lửa hồng thiêu đốt nỗi tham sân. Trái tim huyết nhục chuyển thành trái tim bất diệt, để Phật giáo Việt Nam tỏa sáng đời đời. Trái tim bất diệt, trái tim vì đạo màu, ánh lửa hồng thiêu đốt nỗi tham sân. Trái tim huyết nhục chuyển thành trái tim bất diệt, để Phật giáo Việt Nam tỏa sáng đời đời. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, in hằn sâu trong tâm thức nhân gian. Lửa ngàn độ không thiêu đốt trái tim tam muội, mở lối từ bi cho muôn loài. Yêu thương cứu đạo ngài xa thân, anh lửa từ bi soi sáng muôn sáng soi ngàn phương, lấy tình thương để xóa hận thù. Ngài là ngọn đuốc soi lối vô mình. Chuyển thành trái tim bất diệt, để Phật giáo Việt Nam tỏa sáng mãi mãi. Trái tim bất diệt, trái tim bất diệt, trái tim vì đạo màu, trái tim vì đạo màu, ánh lửa hồng thiêu đốt nỗi tham sân. Trái tim quyết nhục chuyển thành trái tim bất diệt, để Phật giáo Việt Nam tỏa sáng mãi đời mãi. Đời để Phật giáo Việt Nam tỏa sáng đời đời. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Trung Thảo. Và xin mời Đại Đức Thích Minh Sĩ sẽ trao tặng hoa và quà cho nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo. Cảm ơn sự hiện diện của anh tối đêm nay đến với chương trình văn nghệ Phật Đản. Một tràng pháo tay lớn để cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo. Cảm ơn thầy.